Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 1 tháng 1 năm 2022, đội tuyển Thái Lan thắng Indonesia với tỷ số 6-2 sau hai lượt trận chung kết vô địch AFF Cup 2021. Sau 5 năm, đội tuyển Thái Lan đã trở lại ngôi vương Đông Nam Á bằng chức vô địch AFF Cup 2021. Trong trận chung kết lượt về, dù gặp nhiều khó khăn trước Indonesia nhưng đội quân của huấn luyện viên Mano Polking vẫn thể hiện bản lĩnh trước Indonesia để thu về kết quả 2-2, qua đó kết thúc hai lượt trận với tổng tỷ số 6-2. Với chiến thắng 4-0 làm vốn ở lượt đi, đội tuyển Thái Lan coi như đã chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2021 trước khi bước vào chung kết lượt về. Dù vậy, đội tuyển Indonesia cũng chẳng còn gì để mất và sẵn sàng cống hiến tất cả những gì có thể để mơ về một màn lội ngược dòng lịch sử. Huấn luyện viên Mano Polking vẫn dành sự tôn trọng tối đa dành cho Indonesia khi thay năm vị trí trong đội hình xuất phát so với lượt đi, nhưng vẫn là những lựa chọn hết sức chất lượng mà đáng chú ý là cặp hậu vệ cánh Natrubadin Vkeravkatinodeom theo Era Thần Bốn Mà Thần hay tiền vệ trụ cột Sadat Yuin, Chanathip Sokasin, Subachok Sarachet cùng Tilesin Dangda vẫn có mặt ngay từ đầu. Trong khi đó, huấn luyện viên Sinteyon bất ngờ mất 4 cầu thủ trước giờ ngờ do nhóm này vi phạm quy tắc phòng dịch của nước chủ nhà Singapore, bao gồm Elkan Gold và Ricky Ritho. Đội tuyển Thái Lan đưa ra lời cảnh báo ở ngay phút thứ 2 nhưng Indonesia mới là đội có bàn mở tỷ số đầy bất ngờ. Phút thứ 7, thủ môn Siwarak Tetsungwen mắc sai lầm khi không thể bắt dính bóng từ cú sút của Ricky Kambuia, giúp đội tuyển xứ vàng đảo thắp lên hy vọng. Những bàn thua trên trời rơi xuống, đội tuyển Thái Lan đẩy cao đội hình và tạo ra hàng loạt cơ hội mà đáng chú ý là cú dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang của Subachok. Bên cạnh đó, sự tập trung của nhà đéo Akwanata cùng tốc độ và sức trẻ đã giúp Indonesia giữ vững tỷ số đến khi kết thúc hiệp 1. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Polking lập tức thực hiện ba sự thay đổi với Fitiwat Sukitabakun và Vkerathep phong vấn để tăng cường hàng phòng ngự cùng Adisak Grayson thế chủ Tiresin Dada. Hiệu quả đến không lâu sau đó khi Thái Lan có liền hai bàn thắng chớp nhoáng. Phút 54, Chanathip mớm bóng cho VHALA dứt điểm. Thủ môn đã đéo xuất sắc cản phá nhưng bất lực khi Adisak có mặt kịp thời để khống chế rồi sức bồi. Chỉ 2 phút sau, Subachok đã kiến tạo cho Sarat Iuyen điền tên mình lên bảng tỷ số. Kết quả sau hai lượt trận lúc này đã là 6-1 nghiêng về phía Thái Lan. Bằng những nỗ lực cuối cùng, Indonesia tìm được bàn gỡ ở phút 80 khi Messi xứ vàng đảo Igi Maulana thoát xuống dứt điểm đẹp mắt sau pha phối hợp cùng Quyết-ân Sulaiman. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì thầy trò huấn luyện viên Sinteyon làm được. Chung cuộc, trận chung kết lượt về khép lại với kết quả hòa 2-2. Đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2021 để có lần thứ 6 lên đỉnh Đông Nam Á, còn Indonesia tiếp tục làm vua về nhì với 6 lần làm Á quân. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.